tấm. Muốn nhờ sự trợ giúp của 500 anh em bán hết được lô hàng này thì buổi tối nay em Yến mới được đi chảy hội với cả Hoàng tử Bạch Mã. Đây là rất muốn nhờ sự trợ giúp của 500 anh em nhá. Vâng, em bây giờ em sẽ quay cho anh em xem lô hàng mới này nhá. Quay giờ đông đẹp này, 7.5 giờ này. Hôm nay về nhiều bộ đẹp lắm. 7.5L này. Anh em nào mà đang theo dõi lô hàng mới của em thì hãy tập trung chú ý vào clip này nhá. Tất cả những bộ mới hôm nay em sẽ quay ở trên clip này luôn. Còn nguyên bụi này. Hôm nay về được 3 bộ 7.5 như vậy. À 2 bộ 7.5L. Một bộ Alpha 7. Đấy, trước mặt anh em đây là bộ 7.5 nhá. 7.5 này rất là mới và đẹp ạ. Có cả thớt MD luôn nhá. Vâng, hôm nay cố gắng bán hết để tối còn được đi chảy hội anh em ạ. Chứ không là phải ở nhà. 7.5L đẹp chưa này anh em ạ? 7.5L tiếp nhá. Phiên bản gỗ sơn mài. Anh à, chậm tí. Wow. Wow. Hàng zin vẫn còn nguyên bụi ạ. Đây xếp vào nhá, xếp vào cẩn thận. Từ sáng đến giờ là vừa nhận hàng này, vừa đóng hàng cho anh em. Hôm nay anh em lấy A85 kinh góc buổi sáng nay trong nửa tiếng buổi sáng mà đã chốt hai bộ A85 rồi. Anh em nào có nhu cầu A85 thì chốt nhanh nhá. B2 thớt 1 thôi. Tháo dây ra B2 thớt 1. Đấy B2 thớt 1 thôi. Để cái xốp lên ghế thớt kia đi. Đây đây đây, không. Đây. Bộ đẹp như này là phải hết sức cẩn thận. Căng cái này đâu rồi? Vâng, bộ này rất là đẹp ạ. Hôm vừa rồi anh em hỏi suốt nên bây giờ mới về. Đấy, xếp loa với cả thớt chồng lên nhau luôn nhá. Để biết bộ nào vào bộ đấy luôn. Đấy, đây là 7.5L nhá. 4 thớt. Bán rẻ thì em Yến không những không được đi mà lại còn bị phạt ạ. Vì hàng về đợt này nhập đã cao rồi anh em ạ. Cuối năm này tiền cước cao với cả vận chuyển khó khăn lắm. 7.5 nhá. Đây là 7.5. 7.5L ạ. Anh em nào đang săn em này thì vượt ngay nhá. Có mỗi 2 bộ thôi ạ. Rồi 4 thớt nhá. Quấn dây vào trước. Nhìn thất bóng nhoáng luôn. Hai bộ đồ này toàn bộ đẹp hết. Đó, cái này ở dưới cao dài hơn cái. Ừ, để dưới. Âm ly bao giờ cũng để dưới. Vâng, chuẩn luôn anh Vinh ơi. Hàng zin vẫn còn nguyên cả bụi ạ. À, hôm trước có anh lấy bộ A85. Anh ấy nói với em là: em ơi, chả hiểu sao anh không thích cái hàng nó bóng nhoáng lên đâu. Anh chỉ thích cái hàng A85 của em nó còn phải mờ nguyên phấn. Anh ấy bảo em là bộ A85 của em anh nhìn là còn nguyên cả phấn anh em ạ. Thế là anh ấy bắt em là không được phép lau bất kỳ cái gì cả, không được lau dầu bóng, không được lau cái gì bụi ở trên bộ đấy, mà phải chuyển nguyên si cả phấn của cái bộ A85 đấy cho anh ấy để anh ấy mới đồng ý. Chết dở. Còn nhiều nơi người ta về người ta tân trang này, lau bóng loáng lên thì nói chung là nhìn qua ảnh thì có thể cũng đẹp đấy, nhưng mà khi nhìn tận mắt thì nó không zin nữa anh em ạ. Đấy, còn đây là bộ 7.5L nhá. Ủa, bộ này đẹp thế nhở. Ốp còn không xuất sắc tí gì. Lấy loa trước nhá, cứ lấy loa trước xong rồi phục ở dưới. Loa của thằng tôi này đâu? Loa của Ken đâu, loa Ken đâu. Đây, loa Ken đây, 702 đây. 702 đây, rỡ cẩn thận nhá. Ông đệ này vẫn đang học việc cho nên là phải nhắc nhở từng ly từng tí một. Ok. Bao giờ thành thạo thì mới cho tự tung tự tác được. Hàng này em nói thật với anh em chứ nó cũng như là nâng trứng hứng như hứng hoa. Xây xước một tí thôi là cũng sót hết cả ruột. Ba con 7, loa của 702 nhá. Hôm trước vừa đi xong thì hôm nay mới về thêm một bộ. Hôm trước buổi tối muộn là em bán cho anh ở ngay Hà Nội thôi. Anh thích đến nỗi là 7:30, 8 giờ tối anh phải qua lấy luôn.
3 con 7 này là hoàn toàn thùng gỗ thịt hết anh em nhá. Made in loa Japan. Rất nặng. Loa cực kỳ nặng luôn. Wow. Đấy. Nhấc vào trong. Đấy là 7002 nhá. Đấy, cho vào đấy xong rồi lại nhấc cái thớt này ra. Bỏ hai thớt này, B2 thớt 1 thôi, đau lưng. B2 thớt 1 đấy để xuống đất, xong lại để hai thớt kia sang. Có kem 702 luôn anh ơi. 702 về rồi nhá. Đây 702 đây ạ. Đẹp xuất sắc luôn nhá. Bộ này có cả MD ạ. Nhưng MD thì không bằng bộ hôm trước. Bộ hôm trước MD là 703 thì hôm nay là 702, nhưng mà hình thức vẫn rất là đẹp anh em ạ. Đấy, còn đây là loa nhá, nguyên zin nguyên bản. Đây còn nguyên cả bụi này. Đây còn nguyên cả phấn nhá. Gọi là phấn. Em xin phép anh em không gọi là bụi nữa mà là còn nguyên cả phấn nhá. Đấy, dùng từ đấy nó mới chuyên nghiệp. Đây, còn nguyên cả phấn nhá, nhưng mà cục phấn này hơi to. Đấy, còn nguyên cả phấn nhá. Đấy. Đây là 702. 702 MD. 7.5L anh, 7.5L là 16 anh ạ. 7.5L là 16 nhá. Phấn lại phấn tiếp này rồi, phấn này cục phấn này hơi to. Phấn này cả cục rồi. Đây, hoa đẹp đây anh nhá. Hoa đẹp nguyên bản. Đấy, hàng bên em về nó không phải mộc mạc nhưng mà nó chất như thế anh em ạ. Kiếm cái miếng xốp hay miếng kia để đây. Thớt của 7002 nhá. Anh em ơi, giá cụ thể thì chắc là phải lát nữa em thông báo. Thế còn bây giờ thì em chỉ áng chừng thôi. 7002 thì tầm 16 anh em ạ. 7002 thì tầm 16 nhá. Đời nông 7.5L chắc đợt này phải 16. Đấy, để thớt lên đây, 2 thớt 1. Đấy, 2 thớt 1. 7002 nhá. Ui, test thì chắc là không kịp đâu anh ạ. Test thì chắc phải hẹn anh em clip sau. Nhưng còn clip này em chỉ quay hàng về thôi. Quay hàng về với cả xếp từng bộ cho anh em xem thôi. Chứ còn test thì phải tí nữa phải đấu dây này, phải cắm những thứ lên cơ. Đấy, sợ quay clip hơi lâu. Đây, tiếp theo sẽ làm bộ gì đây nhỉ? Loa đi. Đấy là 7.5. Dỡ bộ săn xui đi. 7.5 giống nhau. Dỡ bộ săn xui và Alpha 7 đi. Đang có anh đặt săn xui Alpha 7 đây. Lỡ loa trước đúng không? Săn xui Alpha 7 nhá. Lúc ấy có anh nào wow. Nhìn tí cái thịt luôn, gỗ thịt của nó đấy. Ui, nhìn gỗ thì sướng rồi. Lúc ấy có anh nào hỏi em săn xui Alpha 7 thì vào clip này xem ngay đi ạ. Hôm nay mới về thì có một bộ thôi. Săn xui Alpha 7 nhá. Bộ lần này phun 4 thớt rất đẹp. Nói chung là hàng đợt này thì không thể chê được cái gì anh em ạ. Bộ lần trước cũng phun mà. Ừ, lần trước cũng phun. Đúng rồi. Alpha 7. Dùng gỗ. Wow. Chất. Đây để xuống đi, để loa xuống trước xong rồi thớt lên trên. À có khay đấy. Lấy khay vuông ở trong nhà đi. Để tí đỡ phải kê ra kê vào. Đấy, vừa xong là có hai bộ khủng rồi nhá, 702 với cả 7.5 này. 7.5 thông báo với anh em là có hai bộ nhá. 7.5 có hai bộ. San Sui Alpha 7 thì có một bộ thôi. Anh em nào nghe nhạc vàng là thử cho San Sui hết thuốc luôn. Đấy, nhạc vàng. Đây. Thử dỡ hoa. Wow. Đây, San Sui Alpha. Vẫn nguyên cả bụi phấn này. Vẫn nguyên cả bụi phấn nhá. Gần zin luôn ạ. Sansui Alpha nhá. Sansui Alpha, căng zin. Ui, hàng này ưng quá. Chưa thấy có con gì xấu cả. Đây anh em nhìn tổng thể, chưa thấy một con nào xấu cả. Toàn hàng hot. Phục vụ anh em chơi Tết với cả Noel đây. Sansui, loa Sansui Alpha. Đấy, lại để cái miếng mút đi. Miếng mút trong nhà đâu, đây miếng mút trắng trắng đấy. Trong
còn một ít nữa. Còn Pioneer. Còn 7.5. Còn hai bộ Pioneer. Samsung Alpha à? Samsung Alpha chắc là tầm 10 triệu anh ạ. 10 triệu nhá. Đây thớt đây, thớt Samsung Alpha đây. Đây, anh em tận mắt mở ra xem có đẹp không nhá. Nhưng mà anh Nha Vịnh ơi, bên em không ship COD đâu. Anh tin tưởng thì chuyển khoản bọn em gửi hàng ạ, chứ bọn em không ship COD nhá, anh Nha Vịnh nhá. Hàng hóa vẫn bảo hành bình thường. Anh em khắp nơi mua rất nhiều rồi ạ. Bộ anh là chưa thấy tin tưởng cho nên là cứ bảo là ship COD thôi. Wow, đẹp thế. B2 thớt đi, cuốn dây. Cuốn hai tầng dây rồi nha. Cuốn từng thớt rồi. Cuốn từng thớt đi. Anh em đang được tận mắt chứng kiến hàng về nhá. Rất đẹp, xuất sắc. Mặt sau đẹp như mặt trước luôn, cuốn từng dây thôi. Cuốn đi đừng để ẩu thế. Cuốn đi xong đến lúc bê đỡ lằng nhằng vào nhau. Cuốn từng cái thôi. Đấy, làm hàng này là rất phải cẩn thận anh em ạ. Sơ sẩy một tí mà nó xước sát nó rơi nó ấy thì rất là phí. Cho nên là em phải dặn ông em này là phải thật cẩn thận, cũng đi thử dí 1B là cũng phải B2 thớt. Đấy, B2 thớt 1. Hai thớt là hai thớt nhẹ đúng không? Hai thớt nhẹ thì để ra ngoài trước. Đấy, tí nữa để âm ly xuống sau, âm ly xuống cái này xong để kia lên sau. Cái con này đẹp quá nhỉ. Sơn Xuân Pha. Gần Tết hàng đẹp thế. Ui lô này không thể nào mà chê luôn. Hàng về sáng sớm nay. Úi dồi ôi, cọc này. Mới tinh anh em ạ. Cọc mà vàng à? Tôi nhìn quả cọc mà vàng này. Ôi. Đẹp xuất sắc luôn. Anh em nhìn quả cọc này sướng chưa ạ? Cọc này thì không có tí phấn nào luôn. Bởi vì nó quá mới. Cọc này không có tí phấn nào luôn nhá, vì nó quá mới ạ. Phấn. Anh hôm trước mua A85 đấy. Đúng anh rồi. Mua ở đâu nhỉ? Hải Dương à? Bảo là em ơi, em phải để nguyên cho anh cái phấn đấy nhá, không được lau đi đâu đấy. Sao lại phấn nhỉ? Sao vậy? Quá trời phấn đúng không anh? Đấy, bên hai thước này lên. Rồi. Đấy, âm ly cho xuống. Đấy, âm ly ra đấy. Hai thước kia lên trên. Anh ơi, 7.800 thì anh liên hệ bên Facebook Khánh Hằng nhá. Bên em chỉ chuyên bán giàn thôi ạ, xếp bằng nhau luôn. Xem đẩy trong tí cho đẹp đây. Đây là giới thiệu anh em, đây là Samsung Alpha 7 nhá. Samsung Alpha 7. Brazil nguyên bản, rất đẹp. Rất đẹp và mới luôn. Đình Đám đã có mặt tại 197 Lê Duẩn, Samsung Alpha 7, Ken 7002, 7.5L. Hiện tại là ba em hot girl, lúc nào cũng trong đầu bảng danh sách anh em kiếm tìm nhiều nhất đây ạ. Đã có mặt tại Lê Duẩn để phục vụ anh em dịp Noel và dịp Tết nhá. Đây, tiếp theo em dỡ thêm mấy bộ nhỏ nhỏ nhớ nhỡ cho anh em nhá. Hôm nay vượt được hai con Piano này cũng tầm tiền mà cũng hay này. Piano N701. Em lấy cái tầm Piano 701. Mấy không? 701, con này tầm tiền thôi. Con này là 5 triệu. Và anh em nào đang tìm dàn chung tầm tiền thì có thể nghiên cứu em này nhá. Piano 701, loa rất là đẹp. Cho con 701 rồi đấy. Noel này em Yến thôi, nếu mà không được đi chảy hội thì nguyện ở nhà để phục vụ anh em nhá. Từng này hàng đủ phục vụ anh em không ạ? A85 này, 5002 này. Rất nhiều mẫu hàng đẹp đang có mặt tại cửa hàng em. Đàn em của Pioneer 901. Bao tiền? 5 triệu.
đẹp luôn như thế này, nhìn mới thích anh em ạ. Hàng về nó cứ phải như thế này. Đấy, Pioneer 701 nhá. Con này làm DAC rất hay này. Đấy, cổng quang cũng kiếp đầy đủ hết. Này có cổng vào với dao quang là được rồi. Đủ hết mà. Đấy, Pioneer 701 5 triệu anh em nhá. Chơi cả CD và làm DAC bằng thớt MD luôn. Rất đẹp và hợp lý, 5 triệu thôi ạ. Chọn cho anh bộ đẹp nhớ, thì em bảo luôn là em còn thích bộ đẹp nữa là anh, cho nên anh yên tâm, em không lấy hàng xấu đâu, thế là thôi anh yên tâm anh chuyển khoản. Sáng nay đi phát hai bộ A85 rồi. Đấy, còn lại là các mẫu dàn chung hôm nay về liên tục. Đấy, hiện tại các em hocker này đã có mặt tại bên em rồi nhá. Anh em nào có nhu cầu thì alo số điện thoại của em Yến để rước ngay em ấy về nhà. L lần này khá là xuất sắc. Loa thùng nguyên zin nguyên bản. 7.5L có hai bộ anh em nhá, thông báo là có hai bộ ạ. Anh em nào có nhu cầu thì vượt nhanh nhá. Chứ hồi trước được đợt tới sẽ có không ấy ạ? N901 ạ. 701. 9 đấy chứ. À 701. 21701. Nhiều bộ đắt tiền quá cho nên là phải vượt thêm mấy cái bộ tầm tầm tiền để cho anh em ít tiền có thể tham khảo. Con này hết khay rồi à? Xếp ra ngoài. Đây, con này xếp ra đây. Còn một bộ 7.5 thôi à? Năm này để đâu bây giờ này? Ôi, hàng chật kín. Hàng chật kín từ cửa anh em ạ. Rất cần sự trợ giúp của 500 anh em để bán hết hàng nhá. Lô sau rồi còn đẹp hơn lô trước cái này, chết dở không? Ôi bố nghe nhiều rồi thì phải cho con nghe ké tí với chứ. Nhà em buổi tối nó còn không được bật thời sự cơ, phải bật từ hoạt hình từ lúc nó đi học về đến lúc ngủ cơ anh ạ. Nhà em nó gần như còn không được xem tivi, chỉ nó xem hoạt hình thôi. Mua cả tivi ba mấy triệu, cả bộ dàn bộ diếc toàn phục vụ và xem hoạt hình. Thực sự thì hoặc có thiện chí thì hãy theo dõi các clip trên Facebook cũng như là các bài em đăng để vượt được bộ giá mình ưng ý nhá. Chứ còn đừng trách em là tại sao không gọi anh, tại sao không báo anh. Đấy, mỗi lần hàng về này em đã cố gắng để quay clip cho anh em xem rồi, thì anh em hãy chịu khó xem một chút nhá. Vâng, rồi nỗi lòng phụ huynh anh ạ, khổ thế chứ đi. Giàn với cả tivi ở nhà
đi phục vụ bà xem hoạt hình nữa. Cứ tắt đi là bà ấy lại mặt lại mếu xoạch ra. Để tạm đấy. Để trên thùng xốp đi. Để trên thùng xốp đi. Cho quay ngoài này cho rõ cho anh em nhìn cho rõ. Đây, để đến đây. Thùng xốp này tí rỡ sau. Thùng xốp này chắc là dàn A85 đại mà. Ôi, hàng về nhiều quá. May nhưng mà thôi cũng may hạng về đến nơi anh em ạ. Cho em nói thật là hàng này về khó dã man luôn ý. Để loa sát bên. Sát bên giảm, sát bên để lên Made cao in Japan. Để thớt vào giữa. Đồng Nát ơi. Đây cô nhặt cho cháu luôn mấy cái này đi. Hôm nào cũng phải. Còn giữ lại cái nào là Đồng Nát. Cái gì? Giữ lại, giữ lại ít thôi, giữ lại mấy cái giấy này để lót thôi. Còn đâu bìa nữa, không cho hết. Đấy cô nhặt luôn cho cháu nhá. Đâu cái mấy cái đẹp đẹp này cháu giữ lại thôi. Đấy 7.5L nhá, B2 thớt thôi. 7.5L tiếp tục đây. Nhẹ nhàng nhá. Xem con này có mới bằng con trước nào. Ủa còn mới hơn vậy. Cô này còn mới hơn anh em ạ, nhìn cái mặt bóng của nó biết này. Để xuống rồi, để xuống dưới trước, để thất nặng lên trên sau. Biết rõ rồi. Thuộc bài phết đi chứ. Đấy, cái này nhặt hết cháu luôn này. Đây, cho anh em ngắm quả âm ly nhá. Xem hàng zin, hàng bãi như nào. Đây, hàng zin là nó phải như thế này nhá. Vết ốc không bao giờ có vết chọc ngoái này. Nhất là ốc nhá, không bao giờ có vết chọc của Tolovit. Không bao giờ, đấy là điều cấm kỵ luôn. Đó. Nó có tí phấn thôi nhưng mà không được có vết nhá, không được có vết. Đấy, nó phải đẹp như thế này ạ. Đó, hàng bán nguyên zin nhá. Cho anh em xem nhé, ngoài trời nhìn cho nét nhá. Đấy cô nhặt luôn cho cháu nhá. Được rồi, cô nhặt hết rồi. Cái này cho cháu ạ. Cái tấm vuông vuông kia để lại cháu nhá. Vâng. 7.5 này là hơi ít phấn quá. Ủa ôi, đẹp còn không có vết xước anh em ạ. Có vết xước này chứ. Anh em nhìn rõ chưa ạ? Đây mở căng cho anh em xem. Wow, phấn. Rồi, phấn. phấn nhá. Phấn tiếp này rồi. Mới cứng cựa. CD này, âm ly này. Tuner cả cassette. Đấy, một bộ hoàn chỉnh nhá. Rất đẹp và mới ạ. Rất đẹp và mới. Anh em nhìn thấy cái loa nó còn soi gương được không ạ? Gỗ sơn mài nhá. Hoàn toàn bằng gỗ sơn mài. Gỗ thịt và cái lớp ngoài của nó là đánh bóng của sơn mài nhá. Rất đẹp. Đây là một bộ 7.5 hoàn chỉnh bên em. Hiện tại thì có 2 bộ. 7.5 kia là có bộ đen không ạ? Có bộ đen. 7.5 có 2 bộ, một bộ có MD nhá. Giá là 16, em báo luôn ạ. MD giá là 16 nhá. Còn bộ cassette thì giá là 15 năm. Anh em nhá. Bộ cassette thì giá là 15 năm. Còn bộ MD giá là 16 nhá. Đấy. Rất là đẹp. Đây cô nhặt cho cháu mấy cái nhá. Có cái băng dính luôn này. Để ra hết cho cô ấy. Ôi dồi, băng cái kéo. Để lại mấy cái tấm này thùng được. Đó, bỏ hết đi.
để lại cái tấm này. Đây con đang dính luôn bẩn để cho hết đi. Để lại cái sạch sạch này để rót vào thùng thôi. Giờ chỉ còn 15 củ thì được ken hay 7.5. 15 củ thì xin vợ thêm 5 lít nữa là có ken luôn. Còn nếu không thì có thể bót xuống để chơi ken 5 củ 2. Rất nhiều sự lựa chọn, 15 củ thì rất nhiều sự lựa chọn nhá. Để lại tấm bìa luôn nha. 15 triệu thì rất nhiều sự lựa chọn anh nhá. Đây em có thể giới thiệu qua 15 củ thì chúng ta có gì. 15 củ thì chúng ta có thể bớt lại 3 triệu để đi uống rượu. Còn đâu 12 triệu thì vượt được em 5002. Đấy, 12 triệu thì có 5002 nhá. Mà hay nhất chính ra là làm bằng kem UDA77. Đấy là mini. Còn nếu như anh em mà máu lên thì thêm 5 lít nữa thó của vợ. Hoặc là thêm 1 triệu nữa thì làm con 7.5L là 16 triệu MD. Còn không có MD thì là 15 năm. Nhất là đây là phiên bản gỗ sơn mài anh em. Đấy, phiên bản gỗ sơn mài nhá, rất là đẹp. Dạo này không về phiên bản gỗ thịt à? Gỗ thịt chưa có, nhưng mà sơn mài là anh em có vẻ thích hơn vì trông nhìn nó bóng bẩy mà nó mới. Đấy. Còn phiên bản còn ken nút 702 thì giá là 16 anh em nhá, 16 bản MD. 16 bản có MD. Đấy còn Samsung Alpha 7 vẫn là 10 triệu ạ, vẫn giá cũ 10 triệu nhá. Đấy, Samsung Alpha 7 nhá. Còn đây là mấy bộ nhỡ nhỡ Pioneer 701 giá 5 triệu. Có 2 bộ. Đấy thôi, chắc là tình hình hàng hóa tạm tạm vậy anh em ạ. Còn mấy bộ A85 thì lát nữa hàng về nốt thì chắc là em sẽ báo nốt lên thôi. Chứ còn không cần phải quay nữa, A85 thì quá nổi tiếng rồi. Trong buổi sáng nửa tiếng mà chốt hai bộ A85 thì anh em biết là đủ hiểu bộ độ hot của nó như nào rồi đúng không ạ? Đấy và thôi anh em có nhu cầu thì liên hệ em Yến nhá. Đấy, cô Tấm bây giờ phải quay test cho anh em. Dỡ từng bộ này xong bây giờ là phải dỡ từng bộ xong rồi. Phải đấu dây, phải cắm thử cho anh em thì mới xong nhiệm vụ được đúng không ạ? anh em thấy em Yến trong vai cô Tấm có hợp không ạ? Hay là hợp vai cám hơn? Chắc là hợp vai cám hơn đúng không? Thế rơi rơi gì nhỉ? Rơi kiểu gì đây? Đang vậy mà. Nó rơi mà. Ôi dồi ôi, ảo quá. Ảo quá. Đấy. Vâng thôi, cô Tấm xin phép anh em là phải đi cắt dây loa này, đấu dây cho anh em để thử từng bộ cho anh em đây. Hẹn gặp lại anh em trong các clip sau nhá. À có anh muốn tham gia nội khung phát à? Vâng, mời anh không phải em. Mời anh không phải em nhá. Đây, có các cái đây rồi anh em. Đối với anh em nào mà chưa biết cửa hàng em thì em xin giới thiệu lại các visit nhá, Yến Hương Thanh Bái. Đây là số điện thoại của em. Anh đâu thế? MD anh nghĩ là đĩa MD mini disc của Nhật đi ạ. Quan trọng với thứ MD anh làm giải mã DAC để cắm từ TV xuống. Với MD thì được. Ngoài chạy mini disc đĩa MD ra thì anh em có thể làm thớt DAC chuyển đổi từ cáp quang xuống AV nhá. Anh không phải em vừa muốn tham gia khách mời bây giờ lại không lên nữa ạ. Chạy ngại đấy. Gì đâu mà ngại anh ơi, anh em giao lưu bình thường không? Ai ăn thịt đâu mà sợ. Anh cứ lên em không ăn thịt đâu. Hiền, cô Tấm hiền lắm. Hiền như cô Tấm lại còn làm cám hay là cái gì nhỉ? Em Yến hiền như cô Tấm thôi, có làm gì đâu mà không dám lên thế. Vâng thôi, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá. Rất mong được anh em ủng hộ làm sao mà hôm nay hết hàng để cho tối cô Tấm được đi giải hội với là hoàng tử. Cô Tấm nhìn thấy anh em đi chơi thèm lắm rồi. Thôi anh Thuận kìa, anh Nguyễn Thuận kìa. Anh ấy thấy hàng ở bên kia. Hôm nay em Yến đi chuẩn bị đi chảy hội anh ạ. Cô Tấm
tống chuẩn bị đi chảy hội. Anh Thuận vào muộn rồi, tí nữa anh vào xem lại clip đi, nhiều hàng mới về đấy. Anh Thuận ơi, anh bảo nhân viên anh ra làm cho em cái thẻ đi. Anh Thuận ơi, hôm nay em mang chứng minh thư rồi đấy. Vâng, chào các ạ. Anh em ơi, em có khách rồi, có khách. Cảm ơn anh em nhá.